Mình tên Nguyễn Tiểu Hải Đăng, năm nay mình 11 tuổi. Bây giờ nói về mình là trung thực chăm chỉ, tự tin, các bạn đối với mình. Hôm nay mình sẽ đọc siêu tốc từ 00 đến 99. 0 trứng 1 rồ 2 vịt 3 tim 4 ghế 5 8 6 vó 7 ghế 7 cái rêu 8 người tuyết 9 heo cao cổ 10 lợn 11 thang 12 cá mập 13 con bướm 14 cái thuyền 15 túi tiền 16 con ốc 17 17 nốt nhạc 18 đèn giao thông 19 con chó 20 quả bom 21 đèn cày 22 thiên nga 23 con công 24 con sóc 25 cần cẩu 26 gà trống 27 con chuột 28 cà rốt và thỏ 29 chuột máy tính 30 núi mặt trời 31 bóng đèn 32 vòi hoa sen 33 khúc xưa 34 dưa hấu 35 cần 35 đu đủ 36 hoa hồng 37 lo cầm tay 38 nhẫn kim cương 39 tê giác 40 bút chì 41 bình cứu hỏa 42 dèo 43 người lướt sóng 44 rừng thông 45 500 46 mục tiêu và cung tên 47 bậc thang 48 Doraemon 49 ly và tách 50 xe đạp 51 sư tử 52 ô tô 53 răng 54 người phục vụ 55 găng tay đấm bốc 56 phao cứu sinh 57 cổng thành 58 chúa hề 59 mèo 60 con cua 61 61 kẹo mút 62 điện thoại 63 xe máy 64 người lính 65 cú mèo 66 tai nghe 67 con cá 68 bầu hồ lô 69 bắt quái 70 sầu riêng 71 lá cờ 72 con ma 73 con trâu 74 con đường 75 xe tăng 76 nước mía 77 cây súng 78 78 cà chua 79 nước dừa 80 dấu chân 81 80 dấu chân 81 loa thùng 82 cá sấu 83 bạch tuộc 84 kéo 85 kéo 85 hạt đậu 86 nho 87 mắt kính và sách 88 còng tay 89 thuốc nổ 90 dao và thớt 91 bóng rổ 92 bóng bay 93 cúp 94 gốc cây 95 bác sĩ 96 96 trống 97 dê núi 98 ong màu hoa 99 vợt cầu lông. Cảm ơn các bạn.